em hà khiến người xem hài lòng rồi, cứ ngậm miệng lại không nói gì là khiến người xem hài lòng rồi. Hiểu cái này rồi. Chị Lập cũng nói cho tất cả mọi người biết rồi đó, mỗi một cái vai họ sẽ có một cái lựa chọn khác nhau. Ví dụ bây giờ Lập diễn cho một cái vai bị khiếm thính và không nói được, cho nên là Lập sẽ quyết định chọn cho mình một cái nét diễn thiên về hình thể, và sẽ có những nhân vật nó chỉ dựa vào lời nói để thể hiện tính cách của nhân vật đó thôi, thì Lập sẽ khai thác về thoại. Với nhân vật Phi Phi trong Lô Tô thì Lập không thể nào la hét được là bởi vì nhân vật của mình không nói chuyện được. Còn nếu như nhân vật của Lập nói chuyện được, Lập vẫn tìm cho mình một cách la hét, là bởi vì sao? Nó phù hợp với lại cái môi trường của Lô Tô, là bởi vì tất cả các bạn có thể tiếp xúc với tất cả các chị trong đoàn Lô Tô thì chị nào cũng rình rang, chị nào cũng rộn rã, chị nào cũng ồn ào hết, là bởi vì sao? Họ muốn mang đến một cái môi trường vô cùng náo nhiệt cho tất cả mọi người. Cho nên nếu như nhân vật Lệ Phi Phi mà nói chuyện được thì Lập vẫn la hét để mang đến nhiều không khí náo nhiệt cho mọi người. Trước giờ trong các clip của Quỳnh Lập toàn nổi nhất là mấy đoạn chửi từ Linda Maleficent 88 rồi tới chị Cano trong Duyên Mình Lỡ mới đây. Thì đúng rồi, nghệ sĩ chợ búa thì mới làm ra sản phẩm chợ búa như vậy chứ. Cái này thì Lập cũng chia sẻ với mọi người như vậy. Bản thân Lập á, Lập không có nghĩ mình là một cái nghệ sĩ thượng đẳng hay là cao sang gì quý phái hết. Lập lựa chọn những cái nét diễn đó để phù hợp với đại chúng. Cho nên rằng là nếu như bạn cảm thấy đó là một cái nét diễn chợ búa thì chắc là bạn có một cuộc sống cao sang, quyền quý, bạn không phù hợp. Thì Lập nghĩ rằng là Lập sẽ tìm cái cách nào đó để mà trong cái tác phẩm hài của mình có nhiều cái nét diễn khác nhau, với nhiều phân đoạn khác nhau để phù hợp với từng cái giai đoạn cũng như là từng lứa tuổi. Là bởi vì cái này Lập thấy, và Lập thấy một cách chủ quan nha, Lập khi mà Lập bước vào một cái chỗ nào đó thì kể người già, trẻ em, cha mẹ, họ đều biết tới Lập và họ có một sự yêu thương Lập. Và Lập thấy rằng là mình là một người làm nghệ thuật phù hợp với lại khán giả ở gia đình á, nhiều lứa tuổi khác nhau. Cho nên rằng là Lập nghĩ rằng là ở Việt Nam mình cái gì nó bình dị nhất, cái gì mà nó chợ búa nhất, nó lại gần với khán giả nhiều hơn. Và Lập quyết định rằng là Lập sẽ vẫn chọn những cái nét diễn đó để gần gũi với mọi người nhiều hơn. Còn nếu như mà tất cả các bạn ví dụ mà có cao sang quá, có khó gần quá thì Lập sẽ đặt cái cục mốc ở đó. Lập nghĩ rằng là ở trong tương lai, nếu như Lập có cơ hội, Lập sẽ tìm cho mình cái nét diễn nào đó sang hơn để mà chinh phục hết tất cả các bạn.